Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 96, Vân Khanh ra tay, Di Nương tập thể rong huyết 3. Nã Thanh đang nghe Lưu Thúy dặn dò khi theo đến thôn trang phải chú ý những gì, nhìn thấy đồ vật trong tay Vân Khanh, hiếu kỳ hỏi, "Tiểu thư, người lại làm ra cái gì a?" À? bên ngoài lại truyền đến một tiếng meo meo, một cái bóng đen chạy vào sân, hướng trong lòng Vân Khanh nhào tới. Vân Nhi vội vàng chạy vào, nhìn thấy bóng đen ấy đang dán trên cánh tay của Vân Khanh, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn nhó nói, tiểu thư, nô tỳ xin lỗi, ngân nhĩ rất không nghe lời, hôm nay vừa gỡ ra cửa chuồng bằng ván gỗ liền chạy loạn. Vân Khanh nhìn con vật nhỏ đang bấu lấy tay áo mình không buông, là một con mèo con lớn chừng hai tháng toàn thân là màu đen, không có một chút lông khác màu, trong con người nhỏ kia lại mang theo một mảng màu lam, một đôi mắt trong màu đen có màu ngọc bích, long lanh nhìn Vân Khanh. Người nói ngân nhị chính là nó, Vân Khanh nhớ rõ con mèo con này, lúc trước bị vi ngưng tử hung hăng đánh bay, không nghĩ tới nó khỏe nhanh như vậy, còn hoạt bát như vậy. Xem màu mắt, hình như là mèo lai tạp A. Đúng vậy, sau khi tiểu thư cho nô tỳ mang nó đi xem dược phu, liền luôn để ở trong viện nuôi, hôm nay vừa phá chuồng chạy ra, dọa đến tiểu thư, xin tiểu thư thứ tội. Vấn Nhi cúi đầu nói, đừng hở một chút là xin thứ tội, ta cũng không có sở thích, không có việc gì liền trách phạt hại nhân, nó rất đáng yêu. Vân Khanh đem Ngân Nhĩ bế dậy, sờ sờ đầu của nó, nó tựa hồ thực thích Vân Khanh, một đôi lỗ tai nhỏ đầy lông dựng thẳng lên, hai mắt thật to híp lại, đầu nhỏ cọ cọ tay Vân Khanh meo 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 tiếng kêu liên hồi như đang làm nũng vân khanh nhìn đến mềm lòng nó tựa hồ rất hiếu kỳ với gói thuốc nhỏ trong tay vân khanh vươn một cái móng vuốt muốn đi móc đồ vật kia đây cũng không phải là vật người có thể chạm vào vân khanh tránh đi móng vuốt của nó đem gói thuốc đưa cho liêu thúy nói đây là ta kê thuốc bổ ngày mai cho phòng bếp bỏ vào cùng canh bổ mà hầm bưng cho ba vị di nương uống những người đó không phải muốn thừa dịp nương không ở nhà muốn cùng cha thật thân thiết sao các nàng nằm mơ đi năng lực sinh dục của cha đã khôi phục nếu để cho các nàng có thai trước đối với nương liền thập phần bất lợi một cái tô mi liền đủ rồi không cần cái thứ hai cái thứ ba nhảy ra khiến nương khó chịu nàng nói chuyện vẫn không cố ý e rè với nã thanh cùng vấn nhi cũng là muốn xem các nàng có đáng tin hay không ngày hôm nay trong phòng liền chỉ có các nàng nếu truyền ra ngoài, thực rõ ràng để biết là ai tiết lộ đi ra. Về phần thuốc bổ này, nàng một chút cũng không sợ bị bắt được. Chỉ cần có người muốn tiết lộ ra ngoài, nàng tự nhiên có cách để đối phó. Đơn giản một tay có thể tử ra một người, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao. Những chuyện cần dặn dò Vân Khanh cũng đã làm xong, Vân Khanh lại cùng Ngân Nhĩ chơi một hồi, bóng đêm dần buông, nàng muốn nghỉ ngơi liền cho Vấn Nhi ôm nó đi xuống ở trong sân cho nó ở bậc thềm dựng một ngôi nhà nhỏ, coi như sủng vật mà nuôi. Một đêm đảo mắt đi qua, xe ngựa của phù đã trước cửa thủy hoa, Vân Khanh cùng tạ thị mang theo những thứ cần thiết cùng nha hoàn, an bày xong việc trong phủ, liền ngồi lên xe ngựa hướng thôn trang ngoại thành mà đi. Trong xe ngựa không gian rộng lớn, ước chừng rộng đến hai thước, bên trong trải nệm phù dung rất mềm mại, chính giữa là một bàn trà bằng cây tử đàn, dưới đáy bàn có một ngăn tủ chứa bộ trà cụ làm bằng từ xa, một loại đất sét có nhiều ở nghi hưng, tỉnh Giang Tô, lúc xe ngựa đang di chuyển cũng không khiến vật dụng bên trong bị lệch hướng hay rơi vỡ. Bởi vì từ thẩm phủ đến chỗ thôn trang mà Tô Di Nương ở lộ trình tương đối xa, chừng ba canh giờ mới có thể đến nơi, lúc trước thẩm mậu đưa Tô Mi đến đó là nghĩ không muốn nhìn thấy nàng ta nữa, nhưng do lão phu nhân mở miệng, thẩm mậu cũng không có biện pháp ngăn cản. Hơn nữa tạ thị tối hôm qua nghe xong lời của Lý Ma Ma, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết định. Tuy rằng xe ngựa ngồi rất thoải mái, nhưng là đường xá xa xôi, sau khi hàn huyên vài câu, tạ thị bởi vì sáng sớm an bài sự vụ, lúc này đã mệt mỏi, sớm ngủ rồi, Vân Khanh lại không có tâm tư nghỉ ngơi, đem rèm cửa sổ vén lên hơn một nửa, nhìn phong cảnh bên ngoài lặng lặng thưởng thức. Lúc này xe ngựa đang đi trên con đường mòn, hai bên đường mòn đều là ruộng nước, màu mạ xanh biếc nối thành một mảnh, nhìn không thấy giới hạn, ánh mặt trời chiếu vào mặt trên, xa xa có thể nhìn thấy những giọt sương chiếu ra ánh sáng lóa mắt. Nã thanh thấy nàng nhìn bên ngoài, liền hé miệng cười, Vân Khanh quay đầu hỏi, ngươi cười cái gì? Nô tỳ thấy tiểu thư nhìn dụng nước bên ngoài rất chuyên chú, như là lần đầu tiên nhìn thấy. Nã thanh tính cách hướng ngoại, nói chuyện không câu nệ, đây là điểm mà lúc trước Vân Khanh rất thích ở nàng. Ân, người nói đúng, ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Đời trước nàng cũng không có cái hứng thú đi thưởng thức phong cảnh này, rất nhiều thứ nàng kỳ thật đều là lần đầu tiên nhìn thấy, giống như dụng lúa mênh mông này chẳng hạn. Dụng lúa phương Nam xác thực rất đẹp, thoạt nhìn có cảm giác giống như thảo nguyên. Nã tê tê tanh qua cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, đáy mắt mang theo chút tưởng nhớ. Nghe lời này, người không phải là người phương Nam. Vân Khanh mỉm cười hỏi. Nô tỳ nhà ở tư Bắc, bên kia không giống phương Nam có phù sa màu mỡ. Hình ảnh mà nô tỳ thấy trước đây đều là một mảng trắng xóa, giống tuyết vậy. Vân Khanh nghe vậy mở to hai mắt, rụng lúa như tuyết. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Vâng, đó cũng không gọi là rụng lúa, kỳ thật chính là đất bị nhiễm phèn, trong đất đều là muối loại cây cỏ gì đều không mọc được, đều sẽ bị muối ngâm chết. Nã Thanh nói xong, trên mặt dần dần có chút khổ sở. Nghe nàng nói như vậy, Vân Khanh có thể đoán được, nhà nàng đại khái chính là ở một nơi như vậy, loại đất không ra hoa màu không có tiền, cho nên phải bán mình làm nha hoàn. Nàng vốn đang muốn hỏi một chút về đề tài này, lúc này cũng im lặng, hỏi lại chẳng khác nào cố ý khiến Nã Thanh khổ sở, liền rời đi ánh mắt không thèm nhắc lại quay đầu nhìn mảng màu lục ngoài cửa sổ. Đột nhiên, trong đầu nàng hiện lên một tin tức, kiếp trước có một số việc phát sinh mà nàng còn nhớ. Nàng nhớ tới Dương Châu có một phú ông dùng lá trà lập nghiệp, trên đường đi buôn trà, thuận tay mua 200 mẫu đất bị nhiễm phèn, kết quả qua nửa năm sau, quan phủ lại dùng phương pháp gì, khiến mảnh đất bị nhiễm phèn kia giá trị tăng gấp mấy lần, vị phú ông kia buôn bán lời không ít. Nàng liền kích động lên, quay đầu kéo tay nã thanh hỏi có phải hay không có một loại biện pháp có thể khiến cho đất bị nhiễm phèn biến thành dụng tốt nã thanh không biết nàng tại sao lại hưng phấn như thế nhưng cũng vừa hay làm tan đi nỗi phiền muộn về cố hương của mình gật đầu nói đúng vậy cái này kêu là làm ứ điền dẫn nước từ một con sông đục màu tưới lên đất bị nhiễm phèn này lợi dụng nước sông thấm vào trong đất dùng đất bùn có lẫn trong nước xong đến cải tạo địa hình và tính chất càn cỗi của đất đai gia tăng độ phỉ nhiêu của đất nếu có thể như thế như vậy vì sao các ngươi không chọn dùng cách ứ điền mà làm nhất định không phải đơn giản như vậy vân khanh thực chăm chú hỏi nã thanh thật không ngờ một thiên kim tiểu thư lại đối với loại tri thức này cảm thấy hứng thú nàng cũng đem những gì mình biết nói ra hết đúng vậy ứ ừ điền không phải dễ dàng như vậy nước sông cần phải thích hợp như vậy mới có thể khiến thổ nhưỡng phì nhiêu nhưng phải có một con đường thông nhau bằng không nước dẫn vào tích trong ruộng thì cũng không được. Công trình này rất to lớn, phải có sự khảo sát và giúp đỡ của quan phủ mới có thể thực thi. Nếu không, nàng cũng sẽ không đi làm nha hoàn rồi. Vân Khanh gật gật đầu, đáy lòng nhịn không được vui vẻ, nàng lần trước sau khi tính toán ngân lượng, luôn muốn trừ việc mở tiệm, còn nghĩ xem có cách nào kiếm tiền nữa, dù sao thẩm ra nếu sụp đổ, như vậy Lý Ma Ma, Lưu Thúy các nàng cũng được sắp xếp ổn thỏa còn có cuộc sống của các ma ma quản sự trong thẩm gia. Tuy nói không thể chiếu cố hết bọn họ, nhưng cũng muốn cho chốt bạc để bọn họ phòng thân. Những điều này đều cần có tiền, nàng cần phải kiếm thật nhiều tiền, để phòng ngừa vạn nhất mới được. Bất quá nàng là một thiên kim khuê phòng muốn đi làm ăn mua bán có chút khó khăn, nàng phải nghĩ biện pháp tìm người thích hợp đến quản lý chuyện này. Lúc xe ngựa tới thôn trang, hậu viện của thẩm phủ lại có một tiếng hét kinh hồn chói tai tiếp theo một nha hoàn trong viện của thủy di nương ôm một đống quần áo đi ra tiếng thét chói tai trong viện một tiếng tiếp một tiếng cơ hồ như muốn đâm thủng màn nhĩ người khác vì sao vì sao ông trời người đây là đùa giỡn ta phải không vì sao tạ thị đi rồi trên người ta mùi hôi cũng không có hết thảy điều kiện đều có đủ thế nhưng nay lại khiến ta tới tháng thủy di nương một đôi mắt đẹp cơ hồ muốn nhảy đi ra nhìn trên tay cái quần nhiễm bẩn tức giận cơ hồ muốn điên mất rồi. Mà trong viện của Thu Di Nương lúc này cũng vậy, nàng nhìn dấu hiệu tới tháng đến hỏi thăm này, nửa ngày không thể nói nên lời, này, đây còn năm sáu ngày nữa mới đến a à, bây giờ lại đến sớm như vậy. Vậy thì nàng làm sao mà hầu hạ lão ra chứ? chương 97, Thế tử chăm dặm đuổi theo Vân Khanh, một Ngày này, cũng là ngày đầu tiên thư viện khai giảng, vì ngưng tử ngồi trong xe ngựa của thẩm phủ đi tới trước cửa thư viện mới vừa tới trước cửa thì từ xa đã nhìn thấy trương huỳnh đi tới nàng đáy mắt hiện lên một chút sợ hãi vội vàng hướng phía bên trong đi đối với hầu phủ tiểu thư trương huỳnh thích động thủ này trong lòng nàng như có bóng ma nhanh tránh đi mới tốt hôm nay lớp đầu tiên là lớp thi hỏa hay gọi là thư pháp vừa bước vào cửa lớp nàng ta liền nhìn thấy an tuyết Oánh ngồi ở vị trí hàng thứ hai phía tay trái nhớ tới thân phận của An Tuyết Oánh trên mặt nàng ta liền mang theo tươi cười, thân thiết tiêu sái đi tới, kêu, Tuyết Oánh, người cũng báo danh vào lớp thi họa sao? Chợt nghe đến sưng hô thế này, An Tuyết Oánh ngẩn người, nàng cùng vị biểu tỷ này của Vân Khanh ngay cả nói chuyện cũng chưa nói qua, nàng ta sưng hô như vậy có phải quá mức thân thiết rồi hay không? Nhưng nàng cũng không phải là người vừa gặp mặt sẽ khiến người ta mất mặt. Lễ phép gật đầu nói, đúng vậy, người cũng vậy sao? có bậc thang vi ngưng tử hiển nhiên mà trèo lên tự nhiên vén làn váy ngồi ở bên cạnh an tuyết oánh các bàn trong lớp đều được sắp xếp thành hai người một bàn an tuyết oánh vẫn cùng vân khanh ngồi cùng một chỗ không nghĩ tới vi ngưng tử sẽ ngồi xuống nàng nhíu nhíu mày không có mở miệng nói vị trí đều là do chính mình chọn lựa phu tử sẽ không quản việc này nàng cũng không có lý do để đuổi vi ngưng tử giờ học đã đến một nữ phu tử chừng 30 tuổi đi vào, nàng họ Lục, tất cả mọi người đều gọi nàng là Lục phu tử. Lục phu tử là tài nữ nổi danh của Dương Châu, năm đó tài mạo song tuyệt, không ít danh môn công tử cầu hôn, đáng tiếc nàng yêu một nam tử giang hồ, vứt bỏ tất cả theo người nọ cao chạy xa bay, lại không biết như thế nào, qua vài năm lại một mình trở về Dương Châu, nhưng nhà mẹ đẻ đã xóa tên nàng trong gia phả nàng liền sống một mình ở bên ngoài dựa vào một tay thi họa xuất sắc vào bạch lộc thư viện làm nữ phu tử vì thế ở dương châu nổi lên một trận sóng gió các danh môn phu nhân cho rằng một nữ tử từng bỏ trốn thế này làm sao có thể giáo dục tiểu thư khuê các vẫn là viện trưởng của bạch lộc thư viện đứng ra thừa nhận tài hoa của lục phu tử mới có thể âm thầm áp chế trận phong ba này chỉ thấy lục phu tử khuôn mặt mượt mà mặt mày thanh nhã mặc dù đã qua thời kỳ tao nhã nhất, nhưng lại có một thân phong độ trí thức nồng đậm, lúc giơ tay nhấc chân đều có thể nhìn ra được dư vị của một tiểu thư khuê các, lại mang theo một chút hào phóng, nàng mặc áo tay dài màu xanh ôm người, mặc một cái váy dài màu lam thiêu lan trúc, cả người thoạt nhìn càng thêm thanh thoát, chỉ bằng bề ngoài, xác thực nhìn không ra nàng đã từng làm ra chuyện cùng người bỏ trốn. Sau khi vào lớp, nàng liền cầm lấy danh sách đệ tử ở trên bàn, bắt đầu điểm danh lúc kêu đến tên thẩm vân khanh ba lần liên tục đều không có người trả lời lục phu tử rốt cục ngẩng đầu lên quét mắt về các đệ tử ngồi phía dưới hỏi thẩm vân khanh vì sao không tới người phía dưới một mảnh mờ mịt không có ai biết tại sao vân khanh không có tới an tuyết đoánh im lặng nhìn phía trước khéo mắt liếc nhìn vi ngưng tử vẫn ngồi im không phản ứng đáy lòng có chút hờn giận chờ những người khác đang dò xét lẫn nhau vì Ngưng Tử mới từ từ đứng lên hành lễ nói: "Thưa Lục phu tử, Thẩm Vân Khanh là muốn đi thôn trang thưởng thức phong cảnh, đặc biệt muốn ta giúp xin phép với phu tử, hy vọng phu tử có thể phê chuẩn. Đi thôn trang du ngoạn sơn thủy nên không đến tham dự khóa học của Lục phu tử." Lúc này những học sinh khác trong lớp liền mang theo vài phần khinh thị, Thẩm Vân Khanh cũng quá kiêu ngạo rồi, dám làm như vậy, du ngoạn sơn thủy nào thiếu thời gian, lớp học đầu tiên nàng ta đã không tham dự. Phải biết rằng, lục phu tử ngoài việc dạy thi họa, khảo sát tài nghệ ra, còn có thể khảo sát phẩm hạnh của mỗi người, bởi vì lục phu tử cảm thấy người có phẩm đức tốt mới có thể có một bức thi họa tốt, vậy thẩm vân khanh kia thảm rồi. Vì ngưng tử nhìn phản ứng của những người khác thì âm thầm đắc ý, nàng ta muốn chính là như thế, nếu vân khanh muốn nàng ta xin phép, như vậy nàng ta liền căn cứ những gì mình biết mà xin phép nàng đi thôn trang không phải giống như đi du ngoạn sao ngày đầu tiên đã khiến cho phu tử không vui nếu có thể kéo thành tích của nàng xuống thì tốt nhất nàng ta nội tâm thầm nghĩ trên mặt vẫn là dáng vẻ kính cẩn lễ phép mà lục phu tử nhìn lướt qua khuôn mặt của nàng ta trong đôi mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu hỏi ngược lại ngươi là đệ tử năm nay mới tới vì ngưng từ chỉnh đốn vạt áo hành lễ nói đúng vậy đệ tử vi ngưng từ tham kiến lục phu tử lục phu tử nhìn cử chỉ của nàng ta lễ nghi cũng không tệ xem ra cũng là nữ tử danh môn nàng gật đầu nói ngươi là gì với thẩm vân khanh đệ tử là biểu tỷ của thẩm vân khanh năm nay vừa tới dương châu ân ta đã biết ngươi ngồi xuống đi lục phu tử đánh giá nàng ta tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn thực nhu nhược khuôn mặt cũng thon dài tú lệ nhưng trong cặp mắt kia có tia kỳ lạ khiến nàng cảm thấy khó chịu tựa hồ lúc nào cũng muốn hãm hại người khác chỉ là thẩm vân khanh cũng quá không hiểu tôn sư lễ nghĩa nhập học ngày đầu tiên lại vì du ngoạn mà không đến tham dự lớp học của nàng ánh mắt quay lại tờ danh sách lục phu tử chuẩn bị cầm lấy bút lông ở dưới tên thẩm vân khanh đánh dấu lại nghe thấy an tuyết oánh đứng lên thi lễ nói lục phu tử thẩm vân khanh có nhờ đệ tử mang ra giấy xin phép xin phu tử xem qua lục phu tử ngừng bút một chút, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, nghiêng đầu nói, thẩm vân khanh không phải cho biểu tỷ của nàng xin phép dùng sao? Tại sao lại còn nhờ ngươi mang thư xin phép đến? An tuyết ánh cúi đầu nói, đây là nàng ấy trước khi khởi hành mới viết, bởi vì nguyên nhân phức tạp, sợ vi ngưng từ biểu đạt không rõ, không hoàn chỉnh, không bằng tự viết một phong thư, tỏ vẻ tôn kính đối với phu tử, cũng vừa giải thích nguyên nhân. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 98, Thế tử chăm dặm đuổi theo Vân Khanh, 2. Lục phu tử nghe vậy nhíu mày nhìn vi ngưng tử liếc mắt một cái, cũng đem bút trong tay buông xuống, tiếp nhận phong thư an tuyết của anh đưa tới, rút ra lá thư viết bằng tay còn thơm mùi mực, ánh mắt lướt qua hàng chữ viết. Kính chào lục phu tử. Đệ tử vì chứng đau đầu của tổ mẫu phát tác, lo lắng vô cùng, cùng mẫu thân đến thôn trang xin thuốc về trị bệnh cho tổ mẫu, xin nghỉ phép mấy ngày, chẳng may vừa bắt đầu lớp học, lại lo lắng cho thân thể tổ mẫu, cả hai đều không thể bỏ lỡ, nay bệnh tình tổ mẫu quan trọng, sau khi trở về chắc chắn sẽ cố gắng nhanh chóng bổ sung kiến thức, cảm tạ phu tử. Thầm Vân Khanh Kính Thư Sau khi xem xong, không nói đến nội dung, rõ ràng đi thôn trang là vì hiếu thuận với tổ mẫu, chỉ đơn giản nhìn nét chữ trên giấy. Lục phu tử đáy mắt liền mang theo ý cười, bút pháp tinh tế, thanh thoát uyển chuyển, đường nét rõ ràng, như hồ băng tinh khiết, như ánh trăng rải rác trên bàn ngọc, như nhánh cây uyển chuyển, như gió mát thoáng qua, như hồng liên soi bóng nước, mây xanh biếc lượn lờ trôi. Trong các đệ tử của nàng, không có ai có thể đem bút pháp châm hoa tiểu dai, của vị phu nhân, nữ thư pháp gia, viết đẹp như thế, xem ra thư pháp của Thẩm Vân Khanh lại tiến bộ rồi nhìn sắc mặt của lục phu tử an tuyết oánh trong lòng không yên trước đó nay đã bình tĩnh lại buổi chiều ngày hôm qua nhận được phong thư này nàng mở ra nhìn liền biết vân khanh khẳng định sẽ không bị lục phu tử trách cứ bức thư pháp ấy đem ra ai nhìn cũng phải khen hơn nữa lục phu tử thích nhất chính là châm hoa tiểu giai của vệ phu nhân vân khanh rất giỏi về mặt này quả nhiên lục phu tử cầm lá thư bỏ lại vào trong phong thư đặt ở trên bàn mâu quang lại ở trên mặt vi ngưng tử đảo qua một vòng nàng vừa rồi dự cảm quả nhiên không sai vi ngưng tử là biểu tỷ của thẩm vân khanh xin phép cho biểu muội lại cố ý xem nhẹ trọng điểm nói thẳng ra phải đi thôn trang du ngoạn đúng là muốn khiến phu tử có ấn tượng xấu ở nhà thì các nàng đấu đá thế nào thì nàng mặc kệ nhưng ở trong lớp cu à nàng tuyệt không được như thế vì thế nàng thu hồi ánh mắt ở trên tờ danh sách dưới tên Vi Ngưng Tử thẳng tay gạch hai hàng. Tốt lắm, chuyện nàng ấy xin phép ta đã biết, tiếp theo liền bắt đầu buổi học thư pháp hôm nay. Vì Ngưng Tử vừa ngồi vào chỗ, nghĩ Vân Khanh sẽ bị phu tử lưu lại ấn tượng xấu nên đang cao hứng. Ai ngờ An Tuyết Oánh đứng lên nói một câu như vậy, ánh mắt lướt nhanh qua vẻ mặt An Tuyết Oánh, thấy nàng ấy vẫn là bộ dáng nhu nhược như cũ, sắc mặt không có gì biến hóa, đôi mắt hơi hơi híp lại nhỏ giọng hỏi, tuyết oánh, Vân Khanh đã nhờ ta xin phép, tại sao lại đưa ngươi cây đơn xin phép kia? An tuyết oánh thản nhiên nhìn nàng ta liếc mắt một cái, trả lời, viết giấy xin phép chỉ là tỏ lòng tôn kính với phu tử mà thôi, phu tử đã bắt đầu giờ học, nghiêm túc nghe giảng bài đi. Cũng may Vân Khanh đã sớm chuẩn bị chiêu này, muốn nàng sau khi nghe vi ngưng tử xin phép, lại căn cứ tình huống mà lấy ra đơn xin phép. Quả nhiên vi ngưng tử vốn không có ý tốt muốn thay Vân Khanh xin phép, chỉ nghĩ làm thế nào để lục phu tử sinh ra ấn tượng xấu với Vân Khanh, người này thật sự quá âm hiểm rồi. Thấy nàng ấy không muốn nói chuyện cùng mình, vì ngưng tử liền ngồi thẳng người, ngước mắt quan sát lục phu tử, nhưng thấy nàng không có bất cứ dị thường nào, đáy lòng thoáng yên tâm, mặc dù vẫn còn nghi ngờ, lúc này vẫn nên nghiêm túc nghe rằng, nàng mới vào bạch hạc thư viện, mọi thứ cần phải tiếp thu không thể để bị Vân Khanh vượt mặt. Mà nam tử đứng ngoài cửa với một thân áo bào màu trắng, thu hồi ánh mắt thăm dò đang hướng vào bên trong cánh cửa, môi mỏng mím lại, hiện lên tia cười yếu ớt, đôi mắt nhếch lên một độ cong mê người, khanh khanh đi thôn trang ngoại thành, đây là địa phương không tồi nha. Lập tức xoay người phất tay áo, đi về hướng bên ngoài thư viện, một chiếc xe ngựa hoa lệ được kéo bởi bốn con ngựa màu nâu hùng dũng đang dừng ở cửa viện, Thân xe được làm từ gỗ cây đàn hương, có gấm màu xanh đậm che phủ, bốn góc trần xe treo tua bông màu đen, trong phim kiếm hiệp có nha, bên cạnh là một thị vệ mặc cầm bào tối màu, bộ dáng uy nghiêm. Ngự Phượng đàn sau khi lên xe, từ trong dương trên xe lấy ra một bình rượu, đổ vào cái chén màu xanh ngọc trong tay, cười yếu ớt mở miệng, dịch kính thương. Vừa dứt lời, một thân ảnh màu đen theo sườn xe đi đến, quỳ trên mặt đất, lạnh giọng đáp: thế tử ra có gì phân phó? Ngự phượng đàn nhếch môi nhìn dịch kính thương đang quỷ gối trước mặt, trong ánh mắt mang theo hàn ý cười, đi thăm dò xem thẩm gia đại tiểu thư đi du ngoạn đến thôn trang ngoại thành nhà ai. Dịch kính thương ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt, hắn tựa vào bên trong xe ngựa, khoác áo choàng rộng thùng thình giống như một tia ánh trăng hoa lệ trên mảnh gấm, đầu món tay hắn cầm một cái chén xanh ngọc, lúc ánh sáng mặt trời chiếu vào, tỏa ra vô số tia sáng màu xanh trên đầu ngón tay trắng nõn ngón tay kia giống như một thứ ngọc thượng hoàng thế tử gia người muốn ta đi thăm dò tung tích của thầm gia đại tiểu thư dịch kính thương có chút nghi ngờ hỏi thế tử gia khi nào lại để ý đến nữ nhân hắn không phải vẫn đối với nữ nhân không có hứng thú gì sao quan hệ cùng phương tiểu hầu gia có chút mập mờ không rõ sao đúng vậy a à, như thế nào ngươi làm không được Ngự phượng đàn nuốt vào một ngụm rượu, sắc mặt mỉm cười, trong mắt hẹp ánh lên những tia nhìn sắc bén. Dịch kính thương bị hắn nhìn, chỉ cảm thấy đôi mắt đang híp lại kia âm thầm lộ ra lạnh ý, bất giác cúi đầu nói, vâng. Thời gian nửa nén hương, ta tin tưởng, lấy bản lĩnh của đệ nhất ám vệ đại nội, người nhất định sẽ tra ra được. Ngự phượng đàn nhàn nhạt cười, lông mi thật dài nửa khép, thực khẳng định nói, Ánh mắt đã rơi vào bội kiếm bên hông Dịch Kính Thương. Vâng một tiếng, thân ảnh của Dịch Kính Thương nháy mắt biến mất ở bên trong xe ngựa, chỉ có màn xe ngựa khẽ lay động, cứ như là vừa có gió thổi qua. Chương 99: Thế tử chăm dặm đuổi theo Vân Khanh 3. Đúng vậy, chính là gió thổi qua, bởi vì động tĩnh của con người rất khó có thể âm thầm như thế. Thời gian nửa nén hương trôi qua, màn xe vừa động dịch kính thương lại xuất hiện trong xe ngựa, hắn khom người đối với nam tử ở bên trong xe ngựa, tựa hồ đã muốn nhắm mắt mà ngủ kêu, thế tử ra. Ngự phượng đàn cũng không mở mắt ra, miễn cưỡng mở miệng nói, nàng đi đâu rồi hả? Ngoại thành phía đông Dương Châu, thôn trang cách nơi này khoảng 150 dặm, nguyên gốc là 250 km, một dặm 1,61 km. Dịch kính thương vẫn bình thản mở miệng, nhìn ngự phượng đàn liếc mắt một cái, trên khuôn mặt chữ quốc rõ nét kia không có gì khác thường. Nha, vậy được rồi, trục giang, hướng phía đông đi thôi. Ngự phượng đàn đối với phu xe ngoài mảnh ra lệnh, trên mặt hiện lên ý cười, thoải mái nằm ở bên trong xe ngựa. Thế tử gia muốn đi đến địa phương hẻo lánh ấy sao? Dịch kính thương nhíu mày hỏi. Người lo lắng cái gì, dù sao ngươi lúc nào cũng đều đi theo ta, chẳng lẽ không biết ta đi là đang làm gì sao? ngự phượng đàn bỡn cợt cười, trên mặt hiện lên một chút châm chọc, hai mắt gắt gao nhìn dịch kính thương, giống như khiêu khích lại tựa như vui đùa. Thuộc hạ không dám, dịch kính thương sắc mặt trắng xanh, mặc dù là người do minh đế phái tới, nhưng rốt cuộc cũng là thị vệ bên người của thế tử gia, hiện tại thế tử gia mới là chủ tử của hắn. Tiền đế có 9 người con, Vĩnh Huy năm thứ 22, tiền đế đột nhiên đem thái tử vị phong cho con của một cung nữ, cũng chính là Tam hoàng tử, cực khổ chờ đợi nhiều năm không có kết quả, các hoàng tử bắt đầu dục dịch, không phục Tam hoàng tử xuất thân ti tiện, Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử tứ vương liên hợp lại gây rối, đại hoàng tử chết trong loạn trận, tiên đế ngay lúc đó phái Cửu hoàng tử nhận nhiệm vụ hộ giá cứu nguy, thu phục tứ vương chi loạn, cửu hoàng tử một trận thành danh, đem tứ vương đền tội, ủng hộ Tam hoàng tử thành thái tử mùa xuân năm sau, tiên đế bệnh chết, tam hoàng tử đăng ngôi, xưng minh đế, sửa quốc hiệu thành gia thịnh, phong cửu hoàng tử thành cần vương, quản lý Bình Châu, không được nhập kinh nếu không có lệnh. Gia thịnh 9 năm sau, minh đế nhân dịp tưởng niệm cần vương, hạ chỉ đem cần vương thế tử triệu nhập vào kinh phủ, đến nay đã gần 9 năm, tục truyền, minh đế rất yêu thích cần vương thế tử, nhưng người nào cũng biết. Năm đó tứ vương chi loạn khiến Minh Đế có khúc mắc đối với Cẩn Vương từng giúp hắn duy trì thế chân và không thể yên tâm. Cẩn Vương thế tử ngoài mặt nhận được sủng ái của Minh Đế, trên thực tế chính là một con tin, được Minh Đế dùng để khống chế lực lượng của Cẩn Vương. Lần này sau khi Thế tử gia hộ Tống Vân Lão Thái Gia đến Dương Châu, trở lại kinh thành cùng Minh Đế nói Giang Nam phong cảnh xinh đẹp, nhất định muốn lại đây du ngoạn, Minh Đế thấy hắn rất ham chơi không ngừng muốn tới Dương Châu, liền gật đầu đồng ý, nhưng trừ hắn đã sớm vẫn đi theo ở bên người ngự phượng đàn, lại phái thêm trục giang đến bên người, bảo hộ, cẩn vương thế tử. Mặc dù hắn đi theo ngự phượng đàn thời gian dài như vậy, xem qua các loại phong lưu tùy ý của hắn, nhưng vẫn nhìn không thấu vị thế tử ngoài mặt rừng dưng tính tình cố quái này, có khi tuy nói là giám thị, nhưng hắn lại bị ngự phượng đàn tận dụng hết khả năng, khiến thực lực của hắn phát huy đến cực hạn thuộc hạ lui xuống trước. Chỉ nghe rèm cửa có một tiếng động nhỏ, ngự phượng đàn biết dịch kính thương đã lui ra. Tuy rằng nói dịch kính thương là do minh đế phái đến làm ám vệ bên người, kỳ thực là giám thị bên cạnh mình, có đôi khi làm việc không tiện lắm, nhưng cũng có chỗ tốt, những tin tức mà dịch kính thương điều tra được rất hữu dụng, hơn nữa còn có cao thủ đại nội làm người chăn ngựa cho mình. Ngự phượng đàn khóe miệng vẫn là nụ cười yếu ớt, nhưng tản ra một loại hàn ý vô hình, muốn dùng hộ vệ đến không chê giám thị hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy trò mèo vờn chuột này hắn vẫn có thể ứng phó được do có đương gia chủ mẫu đến thôn trang cho nên lúc xe ngựa còn chưa tới trang chủ liền mang theo vài quản sự của trang tập họp lại để đón người thôn chủ là một người trung niên đen béo tên là hoàng đại sau khi thấy xe ngựa đi đến liền đi theo làm tùy tùng ân cần hầu hạ mãi cho đến đầu thôn mới thấy tất cả người hầu đều ở trong thôn chờ sẵn màn xe xốc lên, tạ thị vịn tay hổ phách, Vân Khanh nắm góc váy được nã thanh đỡ xuống xe ngựa, hai bên hạ nhân quỳ xuống nói, tham kiến phu nhân, tham kiến đại tiểu thư, phu nhân An Khang, đại tiểu thư An Khang. Tạ thị mỉm cười nói, các người đứng lên đi, không cần quá đa lễ. Tạ phu nhân, nghe được lời của nàng, mọi người thế này mới tạ ơn đứng lên, vụng trộm dương mắt nhìn tạ thị cùng Vân Khanh. Đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy phu nhân cùng đại tiểu thư, chỉ cảm thấy cả người lộ ra khí thế cao quý, cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau. Vân Khanh thì không có chú ý này đó, nàng đem tâm tư đều đặt ở thôn trang trước mặt, thôn trang này cũng không phải là cái lớn nhất của Thẩm gia, nơi này thuộc loại có vẻ hẻo lánh, mặt sau sơn đô là đất của Thẩm gia, gieo trồng các loại cây ăn quả, Vân Khanh là lần đầu tiên tới, khó tránh khỏi tò mò dọc theo đường đi trái nhìn phải ngắm, cũng thấy rất mới mẻ. Thôn Trang cũng không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, tiền viện hậu viện vẫn được phân cực kỳ rõ ràng, biết tạ thị sắp tới, Trang chủ liền đem chính viện dọn sạch cho bà ở lại, mà Vân Khanh thì được an bài ở khu đông của viện, tuy rằng không lớn bằng thầm phủ, nhưng cũng được quét tước sạch sẽ, nhà giữa, xương phòng, tịnh phòng, cả phòng bên trong cùng tổng cộng có 8 gian, trong sân có không ít các loại hoa không biết tên đang nở rộ, cả đám hoa tụ thành chùm màu tím như những bông hoa quỳnh nở trên mặt đất, tản ra hương hoa thơm ngát. Chương 100: Thế tử chăm dặm đuổi theo Vân Khanh, 4. Tạ thị sau khi vào chính viện, Hồ Phách cùng hai nha hoàn khác liền đem những đồ tùy thân vào sắp xếp, lại đi quanh sân kiểm tra chắc rằng mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng mới để cho trang chủ đi vào. Tạ thị hỏi mấy câu xong, liền đem đề tài nói đến Tô Mi, hai tháng trước Tô cô nương đến thôn trang này dưỡng thai. Trang chủ trên mặt tươi cười, liên tục gật đầu nói, giả, nàng ở khu tây của viện, thôn trang vẫn đều tiếp đãi chu đáo. Hổ phách nghe vậy cũng cau mày nói, nàng ta không biết hôm nay phu nhân tới đây sao? Theo quy củ, phu nhân đã tới, nàng ta là một cái thông phòng cũng nên lại đây bái kiến, nay phu nhân đã đi vào lâu như vậy, lại vẫn chưa thấy bóng dáng nàng ta đâu ở thôn trang này đã hai tháng vẫn kiêu ngạo như vậy chẳng lẽ một chút cũng không có thay đổi ư trang chủ sắc mặt liền có chút ngượng ngùng cúi đầu nói tô cô nương sức khỏe không được tốt rất ít ra khỏi khu tây viện hôm qua khi vừa biết phu nhân sắp tới đây tiểu nhân liền cho người đi thông báo cho nàng ta vừa rồi cũng đã sai người đi gọi nàng ta có thể là ở trên đường xảy ra việc gì đó nên chỉ hoãn thôi Nàng ta không đến, Tạ thị cũng không quan tâm, bà chắc chắn sẽ không đến Tây viện để thăm Tommy, để tránh bên kia nếu có xảy ra chuyện gì, lại chơi xấu trên đầu bà, phải biết rằng chuyến đi khỏi cửa lần này phải đề phòng gấp 10 lần, bà không tin Tommy sẽ chủ động muốn lưu lại thôn trang này dưỡng thai mà không muốn được quay về thầm phù. Lấy lại bình tĩnh, Tạ thị nói, hết cách, nàng ta đang mang thai, mệt mỏi trong người cũng là tất nhiên, chờ nàng ta muốn đến lại nói đi trang chủ liên tục gật đầu tạ thị lại giận dò tiếp gần đây khẩu vị của ta không được tốt muốn ăn chút đồ thanh đạm sẽ không ở trong thôn trang làm đồ ăn các ngươi cứ như trước ta cùng tiểu thư thì tự trong viện ta làm miễn phiền toái ngươi đây là vì phòng ngừa các nàng cùng ăn cơm do đầu bếp làm đến lúc đó nếu tây việt ăn phải cái gì không sạch sẽ liền đem đổ lên đầu tạ thị đầu tiên việc thức ăn các nàng sẽ tự lo nha hoàn của tạ thị cũng không cần vào bếp kể từ đó, ít nhất đến lúc cha hỏi sẽ không có nhiều việc trùng hợp để người ta vu oan rồi. Đem mọi việc dặn dò xong, trang chủ liền mang theo hổ phách giới thiệu qua các nơi thường được lui tới của thôn, còn phái người đem lò trong phòng bếp cũng sửa sang sắp xếp lại cho Tạ thị sử dụng. Lúc này đã là buổi chiều, Tạ thị từ trên đường đến giờ vẫn chưa dùng bữa, bọn hoàng đại liền cùng nhau làm một bàn đồ ăn, tuy nói không thể tinh xảo so với thẩm phủ, nhưng lại có một hương vị nhà nông, đặc biệt là thịt bò, đều là vừa giết vừa nấu, nấu ra một tô canh cá màu như sữa lại thả lên vài cọng rau cần xanh biếc, tỏa ra mùi vị thơm ngon nức mũi, Vân Khanh dọc theo đường đi cũng đói bụng, lại thấy mới mẻ nên có chút thèm ăn, một hơi ăn hai chén cơm, còn dùng một chén canh cá tươi. Đến buổi tối, bọn Hoàng Đại thấy phu nhân và đại tiểu thư dùng bữa rất vui vẻ, lại sung phong làm nhiều thêm một chút lấy thêm chút rau dại của nông thôn, mùi vị mộc mạc mà thơm ngát, khiến Vân Khanh lại ăn thêm một chén, cho đến khi tạ thị vì ngại là ban đêm nên muốn ăn ít lại, mới thu lại đũa. Bên này tạ thị cùng Vân Khanh tâm tình rất tốt mà ăn uống, nhưng ở khu Tây Viện kia lại có người sắp kiềm chế không được rồi. Một nha hoàn bộ dạng lén lút lèn vào sân, vội vàng bước vào trong phòng, Tô Mi ngồi ở nhà giữa chờ, vừa nhìn thấy nàng ta, vội vàng hỏi xuân xảo, như thế nào. Tommy đã sớm biết Tạ Thị đến. nàng ta nhớ tới hai tháng qua phải sống trong thôn trang hẻo lánh liền buồn bực không thôi. trong thôn đều là nông nhân, cao cấp hơn cũng chỉ có trang chủ và vài vị quản sự, nhưng bọn họ vẫn là xuất thân từ nông dân, mộc mạc chính là cuộc sống của bọn hắn. tất cả những thứ này trong mắt Tommy đều đầy mùi đất sỏi. đám người quê mùa, nàng ta giàu gì cũng là quan gia thiên kim, cùng những hạ nhân này sống chung chỉ cảm thấy giá trị con người bị giảm sút, hơn nữa thôn trang hẻo lánh. Khắp nơi đều là cây a, sông a, căn bản là không có cửa hàng tơ lụa mà nàng ta thích, cửa hàng thợ may, đồ trang sức, màu sắc không phải là màu xanh, chính là màu vàng, nhìn thấy khiến nàng ta phiền muộn không thôi. Nhưng nàng ta cũng đã cho người gửi thư đến Thẩm phủ vài lần, mỗi một lần đều không có hồi âm, dần dần cũng muốn từ bỏ, chỉ có Trần mẹ tại bên người khuyên nàng ta chỉ cần có đứa nhỏ trong bụng, đến lúc đó sinh được con trai, còn sợ lão gia sẽ không mềm lòng, đón hai mẹ con nàng trở về. Cứ như vậy, nàng ta mới nhịn được một hơi, kiên nhẫn ở thôn trang này, bởi vì không thích người nông thôn, phần lớn thời gian bọn họ đều ở trong Tây Viện, từng ngày từng ngày mà giết thời gian. Cũng may đã qua hai tháng, lão gia rốt cục nhớ tới nàng ta rồi, còn phái tạ thị tới đón nàng, đương gia chủ mẫu tới đón cái thông phòng đây chính là cho nàng ta mặt mũi, nàng ta kiêu ngạo sờ sờ bụng, tin tưởng nàng ta nhất định có thể mẫu bằng tử quý, coi trọng con cũng trọng luôn mẹ, chỉ cần lần này trở về phủ, nàng ta cứ dựa theo lời Trần mẹ nói, ít điều ngoa lại, không gây chuyện sinh sự, chờ sinh được nhi tử, lại làm lớn cũng không muộn. Nhưng rốt của cuộc cục tức ấy cũng khó mà nuốt vào, nàng ta không muốn chủ động đi gặp tạ thị, nếu lão gia đã cho bà ta đến đây, thì nếu nàng không đến gặp mặt mà ngồi đây chờ xem thì tạ thị chỉ có thể tới cửa gặp nàng ta mà thôi kiêu thế nhỉ phu nhân cùng tiểu thư dùng bữa tối rất vui vẻ sau khi cơm nước xong tiểu thư cùng phu nhân ở trong hậu viện tản bộ tiêu thực dáng vẻ rất là thoải mái xuân xảo sắc mặt méo mó nàng lúc trước bị an bài hầu hạ tô mi khi tô mi bị đuổi đến thôn trang nàng cũng bị sắp xếp theo lại đây một lòng mong có thể sớm một chút trở về gặp Tommy lại chân chừ, nào ngờ khi phu nhân nghe nói Tommy không đến tham kiến thì lại rất bình thản, cùng đại tiểu thư hai người ăn uống rất thoải mái, lại còn rất ngon miêu. Xem ra phu nhân vẫn hết sức bình thản, cô nương, hay là ngày mai người chủ động đến đó thỉnh an đi." Trần mẹ có chút lo lắng nói, "Bà không có bốc đồng như Tommy, nhìn vấn đề cũng có tính toán lâu dài, còn muốn lấy mặt mũi gì chứ, không bằng sớm một chút hồi phục dưỡng thai thật tốt mới đúng, trong thôn trang này rất nhiều thứ không có, không thích hợp để dưỡng thai, đứa trẻ sinh ra sao có thể vừa đẹp lại thông minh lanh lợi được chứ. Tô mi mắt đẹp nheo lại, món tay gắt gao nắm khăn, một tay che trước bụng, nàng ta chẳng cần so đo như thế, chỉ cần tạ thị mời nàng ta trở về thì tốt rồi, nàng ta cắn răng nói, đợi thêm một ngày nữa xem. Xem bà ta còn có thể bình thản như thế được hay không? phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn